Chúng ta đang ngắm nhìn cái vịnh biển của Nha Trang. Đây là một trong bốn cái vịnh biển của tỉnh Khánh Hòa. Từ khu vực phía Nam đi ra thì mình sẽ có Cam Ranh, rồi tại thành phố biển Nha Trang thì có vịnh Nha Trang. Ra phía ngoài thì khu vực đảo Khỉ thì quý vị thấy cái vịnh hoặc là cái đầm Nha Phu. Và phía bắc của Khánh Hòa thì chúng ta lại thấy có cái vịnh Văn Phong. Và tại vịnh biển Nha Trang này đã được đưa vào câu lạc bộ các vịnh biển đẹp của thế giới. Ngày hôm nay thì đến đây rất là nhiều những dịch vụ. Đầu tiên là quý vị có thể đi cáp treo mà mình đang nhìn thấy để đến cái đảo rất lớn như thế này. Đó là đảo Hòn Tre. Và trên đảo Hòn Tre này sẽ có khá là nhiều những dịch vụ để mình đến đây vui chơi giải trí. Trước kia, những cái năm đầu 2000 thì mình đến đây, quý vị mình chỉ có thể đến được với con sẻ tre. Còn ngày hôm nay thì mình đến được với một cái tổ hợp rất là lớn của tập đoàn Vingroup xây dựng ở trên đây. Và phía trước mặt quý vị mình đang nhìn thấy đó chính là cái Vinpearl. Đến đây thì mình sẽ mua một cái vé chọn gói để đi cáp treo qua và mình tham gia các cái trò chơi trong nhà ngoài trời chẩm dắt mạnh, và mình xem luôn cả biểu diễn cá heo, rồi đi thủy cung và có thể ăn trưa hoặc ăn tối ở đây. Có cả công viên nước để mình tắm, vì ở trên đây người ta làm một cái bãi tắm nhân tạo rất là đẹp. Ngoài dịch vụ vui chơi giải trí thì ở trên Vinpearl này người ta còn có khách sạn với khoảng hơn 500 phòng và nhiều khu mới mở nữa, rất là lớn, rộng. Thì ngày hôm nay thì đoàn của Thịnh không có đi đến với lại khu vực của Vinpearl mà trải nghiệm một cái chuyến đi như trước kia. Đó chính là đi bằng những chiếc tàu gỗ từ cảng Cầu Đá để tham quan vùng vịnh biển Nha Trang. Phía bên này thì quý vị thấy đây là cái khu vực của hồ cá Chí Nguyên. Một trong những hồ cá tư nhân. Để mà giống như trước kia thì khi chưa có Vinpearl thì người ta sẽ đến đây rất đông để tận hưởng cái thủy cung trong lòng của mô hình một chiếc cái tàu. Còn ngày hôm nay thì ở đây cũng được xây dựng và mở rộng hơn để trở thành một cái bãi tắm, rồi có cả nhà hàng để mình đến đây để mình ăn trưa, rồi tắm biển và tận hưởng một cái không gian của vịnh biển Nha Trang, một trong những cái vịnh biển nằm trong câu lạc bộ các vịnh biển đẹp của thế giới. Thì quý vị cũng thấy rằng đến với Nha Trang này thì ngoài việc mà đi đến cái vịnh biển rồi đi đến cáp treo thì chúng ta có thể đến được một vài cái hòn đảo nổi tiếng trước giờ của vịnh biển Nha Trang. Về ngày hôm nay mời quý vị mình cùng đi. Và điểm này thì là điểm mới, bây giờ thì Thịnh bắt đầu đi bằng tàu gỗ như thế này. Thì quý vị thấy là cái phương pháp đi tàu gỗ để đảm bảo an toàn thì quý vị nhớ là mình sẽ phải mặc áo phao và phải tuân thủ các cái quy định về an toàn đường thủy để đảm bảo, chứ không thôi thì nó cũng rất là nguy hiểm. Đây mình thấy một cái khu vực của làng Vạn Trài ở trên đây, rất là đông đúc những người cư dân sinh sống. Thì dịch vụ Tứ Hải này mình có thể liên lạc được để đặt những cái tour. Nếu quý vị mình đi bằng group nhỏ thì mình liên hệ rồi người ta sẽ đón tại khách sạn để mình đi cái tour ghép cùng với nhiều group khác để đến được với khu vực của cái vịnh biển Nha Trang để tham gia đến các cái trò chơi rồi cũng như tìm hiểu các vịnh biển. Thì đến vịnh biển này á thì chúng ta sẽ đi một vòng. Thường thì nếu mình đi tour bốn đảo, người ta sẽ đi đến khu vực của hồ cá Chí Nguyên, sau đó đến khu vực ở phía ngoài là Hòn Một, rồi đến Hòn Mung, và sau đó ăn trưa tắm biển ở tại Hòn Tầm. Và có một số cái chương trình thì mình rất là thú vị, tức là người ta sẽ tổ chức một cái bar trên biển luôn quý vị. Thì từ đó mình có thể ăn trưa, mặc dù các cái món ăn ở đây cũng không phong phú lắm, nhưng mình được một không gian là vừa ăn trưa trên tàu, sau đó tắm biển. Và đặc biệt nhất là trên những cái nhóm tổ chức những cái tour này, trước giờ thì có một cái, thường thường có một cái băng nhạc chơi bằng những cái nhạc cụ tự chế rất là thú vị quý vị nha, là bằng những cái thùng bê, những cái thùng nhựa, những cái nắp nồi thôi, nhưng người ta sẽ làm nên một ban nhạc rất là tuyệt vời để giúp cho mình cảm nhận được cái không gian của vùng biển rất là thú vị. Thì cái vịnh biển Nha Trang này trước kia thì tàu bè nó sẽ
đặc biệt là những cái tàu năm sao á, có thể đến được cái cảng Cầu Đá. Nhưng mà ngày hôm nay thì quý biết rằng là do cái đường dây cáp treo mọc lên hồi nãy mình thấy đó, thì đã làm cho cái độ cao của cái cảng, cái đường và đường để mà các cái tàu du lịch lớn cao cấp năm sao được thì người ta không thể nào vào trong khu vực của cái cảng Cầu Đá một cách dễ dàng nữa, mà phải có trung chuyển. Chính vì thế cũng đã tạo nên một cái điều rất là khó khăn cho cái việc đến với khu vực này. Đây phía trước mũi tàu thì mình nhìn thấy đó là đến cái khu vực của đảo Hòn Mun. Còn ngày hôm nay thì mình đến với một địa danh mới, thưa anh chị ha. Đến đảo Hòn Mun này đó, ở đây thì nó có một cái khu bảo tồn sinh vật biển đó, và có những rặng san hô rất đẹp. Còn đây là một cái phần đang xây dựng thêm của đảo Hòn Tre nữa đó quý vị. Đấy, nếu mà mình đi rất nhỏ mình có thể mướn cano mình đi nó nhanh hơn. Tuy nhiên thì cái giá thành của nó sẽ cao. Thì quý vị cũng thấy nói nó mình nhìn lại đây, nó cũng thấy cáp treo nữa ha. Thì các cái công trình ở đây là được xây dựng, được làm liên tục để phục vụ quý du khách. Rất là đẹp. Thì chúc quý vị có những cái chuyến đi đến được với thành phố biển Nha Trang, rồi ngắm cảnh và tham gia các cái dịch vụ. Và nếu quý vị có cần tư vấn cũng như liên hệ thì Thịnh cũng có những người bạn rất là nhiều ở tại Nha Trang này, sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ cho tất cả quý vị, giúp cho quý vị có một cái chuyến đi đến với thành phố biển Nha Trang, một trong những cái khu vực thành phố du lịch lớn bậc nhất ở Việt Nam một cách thoải mái nhất. Và sẽ chia sẻ tiếp những clip tiếp theo khi Thịnh đến với thành phố Nha Trang để khám phá về những cái nhà hàng, những cái khu đặc sản của Nha Trang. À, đây quý vị nhìn lại, đây là một cái khu vực của Hòn Tầm đó, được sửa sang, được làm lại rất là đẹp. Trước thì trên Hòn Tầm này có một cái kinh khí cầu nữa, nó cho mình lên độ cao khoảng 150m, mình ngắm nhìn cái vịnh biển rất đẹp. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái kinh khí cầu đó đã được chuyển đi ở nơi khác rồi. Đó là một vài cái thông tin mà Thịnh chia sẻ với tất cả quý anh chị mình khi đi thuyền trên vịnh biển. Xin chào và cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều.